giờ tạ rưỡi này. Đây là em đang khu giun thịt cho khách. Thu trước cho họ 2 tạ đấy. Đấy, giun sinh khối rồi. Đang thu dở dang. Thủy bốc run vào cái thử quay cái. Cứ bốc thôi. Nay ngày bao nhiêu nhỉ? 13 hay 17 gì? 13 tháng 2. Cứ thế lích vào được. Thu run nha mọi người. Đấy, đang thu những ô đây. Vừa thu xong rồi cho ăn luôn. Khiên đi. Chả rươi, chả rươi. 4, 16 rồi. À, xin chào Nhật Cảnh nha. Trong đấy kiếm quá gì nữa. Đây, trồng nuôi ngoài Bắc đây. Đây đang thu ít cho khách. Chiều họ lấy. Nào cho xin vào đây cho xin lon bia nhá. Ấy chà, cái này phải 25-27 cân ạ. Đây chạy nhà nó phải làm kiên cố chứ không như trong đấy được. À, trong đấy làm lụp sụp còn chống đỡ được. Chứ ngoài này mà làm như trong đấy nó một cơn lốc cái là xong. Một cơn bão là ra đi. Ơi 25 nữa. 24 165. Kiếm cái gì để tiếp ở đây đi. Kiếm cái bạt ra nhé. Hả? Kiếm cái bạt ra. Đang thu dở dang cho khách chơi. Bác cả nhà đang thu 2 tạ cho họ. Ừ, phải lấy thêm gáy đi. Chứ nhiều quá đấy. Rồi. Rất là khỏe mạnh. Chắc xe đến chắc. À, Bắc Cương hả? Đây, đang thu run đây. Khai xuân chuyến run.
nào về làm nó làm cái bắt xe vài năm rồi lại về nuôi giun tiếp thôi. Nhà đất thì rộng, đất rộng không nuôi giun thì để làm gì. Đó, đây toàn giun không, chắc xe tới đó, chưa. À ở đâu bên đây em đang thu giun đấy, anh vào xem đây đang thu giun thịt đây. À, đi cửa bên đây. Kia, cửa ngoài nữa. Anh đi cửa ngoài kia nữa. Đây là cửa hố để phân, cửa bên này còn cửa đi vào đấy. Cho cái này ra này. Để lấy ít phân đấy vào. Đấy. 0.8 tí tự nó chạy, lấy ít phân xốp xốp kia vào là được. Đây còn hàng cho cái xe ra đã, cái thùng xốp đã, cứ bắt đây đi. Xe em cho lùi ra đầu này thì vậy run. Đây tất cả đây là run chiều họ đấy. Đấy. Đây đang được gần 2 tạ rồi. Đấy, đây cũng là lõ hết đấy. Đấy. Vâng. Vâng, phải thu sạch xong tí cân lên tịnh rồi mới. À, lấy cái... À, rồi. Tí nó vuốt sạch hết mà. Nó cũng tương đối họ lấy run sống. Thì là mình ấy tương đối cho họ chứ sờ vào nó nhiều quá là nó bầm dập. Bố ơi, bốc phân không ơi. Đây đang bốc nốt chuyến phân nữa đây. Hôm nay có 2 kèo. Phân ngoài này là phải giảm ẩm kỹ càng thì mới đi được. Đấy, phân phải ra khô là giảm ẩm khô ráo này thì mới ra được. Chào thằng em thương nhé, lâu lắm mới nhìn thấy. Giờ phiêu bạt ở chỗ nào thương ơi? Ba cho anh này, thích anh lùi xe vào cái đít băng tải này. Vâng, 1 bao 30 cân. Em tịnh hết rồi. Không đấy, anh cứ tịnh lại thì chưa làm việc quen thì chưa thì sợ là chưa biết thôi. Và tắt cái đi để ấy đã, bốc phân đã.